Ôi, nhắc rất nhiều rồi, những bạn mới của tôi ơi, cứ đòi kết nghĩa vào Facebook của tôi, nhưng mà tôi nhòm thấy bạn cứ kiếm tiền, vay vốn ngân hàng, sổ cố kiến thiết, rồi hỗ trợ vay vốn, rồi quảng cáo sản xuất tượng, chúng tôi không có thờ tượng. Nga, ông Phật trong dạy không có thờ tượng, chúng tôi không còn nhu cầu kiếm tiền nữa, bạn. Bạn đừng gắn thẻ tôi đi, khổ thân tôi quá. Cứ gắn thẻ rồi lại phải xem. Làm ác quá chúng tôi không muốn động vào. Ai khổ quá thì bảo tôi, hỏi tôi nói thôi. Chứ bây giờ tôi đâu vơ bèo vặt tép như quý vị. Quý vị ơi, đừng kết bạn để lại mượn nhà của người ta ra quảng cáo, lấy của không cho, tội nghiệp lắm. Các bạn ơi, xóa đi thì cũng cực, mà để thì chẳng xong. Mà kết bạn vào thì làm khổ động tâm lắm. Người ơi, đừng có lợi dụng nha.